Xin chào anh em đã quay trở lại với channel Lato Z, mình là Review. Và tại thời điểm hiện tại là cuối năm 2020, đầu năm 2021 rồi. Mình thấy là có rất nhiều anh em có nhu cầu là muốn tìm hiểu cho mình một mẫu laptop, đặc biệt là một mẫu laptop gaming để học tập, làm việc, giải trí trong khoảng giá là khoảng 18-23 triệu đồng, là một khoảng giá rất nhiều anh em lựa chọn và quan tâm. Thế nên là mình có nghi tham khảo rất là nhiều mẫu máy ở rất là nhiều nơi, cùng với đó là tìm ra mẫu máy rất là phù hợp nào để gửi đến anh em chẳng hạn. Thì hôm nay mình đã tìm ra một mẫu máy là ROG Strix G51 với mức giá khoảng 18-23 triệu đồng, tùy vào cấu hình và cái tình trạng của máy là line new hay là new. Và nếu so sánh với cả ROG Strix G512 đời 2020 ấy, thì chiếc G51 này vẫn có rất nhiều điểm để chúng ta đáng chú ý trong thời điểm hiện tại. Và đặc biệt mức giá của chiếc ROG Strix G531 này rẻ hơn 2-3 triệu so với cả G512. 2-3 triệu đấy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể mua một thanh RAM 8GB nữa này, một SSD 240GB nữa. Có rất nhiều cái để chúng ta nâng cấp, hay chúng ta mua bàn phím và chuột chẳng hạn. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái lý do mà mình nghĩ ROG Strix G531 vẫn rất đáng mua tại thời điểm hiện tại. Và những cái lý do gì và những cái điểm nổi bật gì của sản phẩm này thì hãy cùng mình tìm hiểu và xem hết video này nhé. Và anh em đừng quên, anh em có thể tham khảo mẫu ROG Strix G531 này tại cửa hàng Laptop Z với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc laptop gaming thì cái điểm đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm là cấu hình chiếc máy này liệu đã lỗi thời chưa, liệu còn đáp ứng được nhu cầu học tập và làm việc chúng ta hay không. Thì anh em đừng quên là ROG Strix G531 này mới được ra mắt được 1 năm thôi, nghĩa là mẫu máy này vẫn sở hữu cho mình là cấu hình Core i7 9750H 14 nanomet 6x12 luồng, xung nhịp turbo boost là 4.5GHz. Và để nói thật với anh em là trong cái quá trình sử dụng bình thường thì mình thấy nó chả có sự khác biệt gì so với cả i7 thế hệ 10 cả. Thế nên về CPU thì mình nghĩ là vẫn tương đối là thời thượng đấy chứ. Cùng với đó là cả đồ họa GTX 1650 sử dụng kiến trúc Turing. Có lẽ 1650 thì anh em cũng quen mặt rồi, laptop gaming 2020 vẫn tiếp tục dùng 1650 và 1650 Ti đấy thôi. Thế nên là về cấu hình này thì mình nghĩ là tương đối để đủ để sử dụng. Với mức giá của chiếc máy này cho hàng line new là khoảng 20 triệu đồng. Còn nếu anh em nào muốn tham khảo mẫu máy mà có hàng new full box 100% thì mức giá là khoảng 2-3 triệu. Thì mình thấy là mức giá này rất là hợp lý đấy. Tại vì nếu anh em không chỉ chơi game thôi, không muốn cần phải làm việc quá nặng nề, hay là muốn sử dụng cực kỳ nặng về cái vấn đề là dùng CPU nhiều ấy, thì mình thấy là anh em có thể lựa chọn bản i5 với mức giá khoảng 18 triệu thì mình nghĩ là tương đối phù hợp tại thời điểm hiện tại. Còn với Core i7 này thì mình nghĩ là dùng khoảng 4-5 năm nữa thì vẫn vô tư. Và nói qua về cấu hình chiếc máy này thì hoàn toàn anh em có thể thấy là hoàn toàn có thể chơi hết những tựa game hiện nay, những tựa game eSports anh em hoàn toàn có thể chơi tốt này. Còn với những tựa game nặng nặng như hiện nay như là Cyberpunk 2077 hay là vài một tựa game khác chẳng hạn, thì mình nghĩ là với số tiền tiết kiệm bỏ ra khoảng 2-3 triệu so với G512 thì anh em nâng cấp lên 16GB RAM, mình nghĩ là vừa làm đồ họa tốt này, vừa chơi game dư giả đầy đủ thì mình nghĩ sẽ hợp lý hơn. Còn đến 8GB RAM giờ với laptop gaming thì mình thấy cũng hơi thiếu. Ngoài ra có một điểm nữa mà mình vẫn khá hài lòng với chiếc G531 là chiếc G531 vẫn có đầy đủ khả năng nâng cấp từ 2 khe RAM, một khe M2 NVMe và một khe 2.5 để anh em nâng cấp rất là dư dả. Nói chung là về cấu hình chiếc máy này thì mình có thể tổng kết lại là vẫn rất thời thượng và chưa hề lỗi thời anh em nhé. Anh em chỉ lưu ý là nâng mình lên 16GB RAM sử dụng cho nó thoải mái và tiện nhất. Và bây giờ 8GB RAM laptop gaming thì mình cảm thấy hơi thiếu rồi. Ok, cái điểm thứ hai mà mình nghĩ là chiếc ROG Strix G531 này tại cái thời điểm này cuối 2020 đầu năm 2021 thì chiếc máy này vẫn rất là đáng tiền, đó chính là cái vấn đề tản nhiệt. Tản nhiệt của chiếc laptop gaming này luôn luôn là điểm mạnh. Khi mà chiếc ROG Strix G531 có thể giữ máy ở hiệu năng rất cao, đặc biệt là cả về CPU lẫn cả đồ họa, CPU tiêu thụ điện năng cực kỳ kinh luôn. Và tiếng quạt của máy thì trong quá trình sử dụng vẫn rất êm ái. Mình có thể đánh giá là nó êm ái hơn một chút so với cả Legend 5, có thể gọi là êm ái nhất trong phân khúc mà mình có thể tìm được. Nên anh em nào khó tính trong tiếng quạt thì chiếc ROG G531 này chắc chắn là một sự lựa chọn. Ngoài ra có một cái điểm mà có lẽ duy nhất là cái điểm anh em quan tâm là không kem tim loại lọc. Thì anh em có thể ra bất cứ đại lý nào tra kem cũng được. Nếu mà so với G512 thì cái điểm trừ trong cái tản nhiệt năm nay so với G512 của chiếc ROG G531 này ấy, là không kem kim loại lọc hết. Còn lại về hệ thống tản nhiệt, về quạt gió, về ống đồng thì vẫn y nguyên nhá anh em nhá. Thế nên là yên tâm về chất lượng tản nhiệt của chiếc máy này, cực kỳ là vô địch. Và đến với lý do thứ ba, có lẽ là lý do mà khiến cho chiếc máy này cũng rất nhiều anh em thích, đó chính là về ngoại hình của chiếc máy. Đầu tiên đây là G531 và có thiết kế y xì G512. Chỉ khác là trong chiếu nghỉ tay chúng ta không có thêm phần chữ in laser dập nổi nhìn đẹp đẹp, còn lại ở bên ngoài nhìn rất đẹp. Thiết kế này thì mình đã nói khá là nhiều rồi. Chiếc máy này vẫn có thiết kế được bên nguyên từ dòng ROG Strix Sky cao cấp của hãng,
bản lề kiểu cắt kéo này, cùng với đó là thiết kế của máy hầm hố giải red RGB vùng ở gầm này, nhìn rất là đẹp đúng không? Cùng với đó là trong bàn phím RGB chúng ta vẫn chẳng yêu cái gì cả. Nói chung là thiết kế của chiếc RG Strip G531 này thực sự là một điểm cộng cho anh em là thích cái tính hầm hố hiện đại mà nói chung là nhìn cao cấp. Chiếc RG Strip G531 này trong thiết kế thì mình không có cái gì để chê cả. Có một cái điểm chê duy nhất là dòng RG hiện tại thì họ đã lược đi cái phần webcam rồi. Và nếu anh em nào mà có nhu cầu sử dụng là stream này, hay là chat voice này, hay là làm cái gì đó liên quan đến webcam thì chiếc máy này không có webcam, anh em sẽ sử dụng webcam giờ. Và đây là cái điểm bất tiện duy nhất trong thiết kế của chiếc RG Strix G531 này. Cùng với đó, nếu mà nhìn xuống bên dưới thì chúng ta có một chiếc máy với bàn phím RGB, hành trình phím sâu, gõ tốt, phím chức năng thì chả thiếu gì luôn, tăng giảm âm lượng, tắt mic, mở phần mềm nhanh, cùng với đó là điều chỉnh chế độ quạt gió. Có 3 chế độ là Turbo, này, Silent với Performance. Ở chơi game thì mình hay để Turbo cho máy đạt được hiệu năng cao nhất vì chiếc máy này cực kỳ mát anh em ạ. Cùng với đó là bên xuống bên dưới chúng ta có một cái touchpad thì khá là mịn đấy. Nhưng mà qua một thời gian sử dụng thì mình thấy là nó lại còn không mịn như ngày xưa nữa. Cả hiểu sao. Được lái là 20 bấm thì tương đối là êm. Ngoài bàn phím và touchpad ra, hai cái điểm mà chúng ta tiếp xúc nhiều với tay ấy, thì mắt của chúng ta cũng phải tiếp xúc nhiều với màn hình. RG Strix G531 thì thường có được cái trang bị là 120Hz ở các phiên bản bán chính hãng. Ở đây mình có đủ các loại phiên bản, cả chính hãng, cả sách tay thì mình thấy là có cả phiên bản option 144 nữa. Nhưng mà chất lượng hiển thị của màn hình 144 này thì cũng tương tự so với màn hình 120Hz trước đây thôi. Chúng ta có 60% sRGB, 38% Adobe RGB, độ sáng là 274 nits, tương phản là 537:1, cùng với đó là Delta khoảng 5.4. Mình thấy là màn hình này thì đủ cho anh em chơi game, độ sáng thì tương đối ổn. Với những em làm đồ họa thì có lẽ là Delta hơi cao và cái tương phản chưa thực sự tốt cho lắm. Thế nên là với màn hình này thì mình nghĩ là anh em chơi game sẽ tương đối là hài lòng với màn hình này. Còn với anh em làm đồ họa thì mình nghĩ là có thể chưa hài lòng. Và ngoài những điểm tốt đó trên và những điểm mà mình nghĩ là chiếc máy này rất đáng mua ra thì một vài điểm trừ nhỏ nhỏ mà mình muốn nhắc cho anh em để anh em lưu ý trước khi mua máy. Đầu tiên, đây là một chiếc máy rất to và nặng. Cũng không hẳn là rất là to và nặng nhưng mà chiếc máy này có cân nặng là 2,5kg và độ dày là 2,6cm. Để giúp máy có được tản nhiệt tốt như vậy thì máy phải làm rất to để giúp cho hệ thống ở trong được thông thoáng. Cùng với đó là chiếc máy này được làm từ nhựa. Chắc chắn, thực sự là mình rất là hài lòng với cái độ chắc chắn của chiếc RG Strix G531 này. Nhưng mình thấy là cái hoàn thiện bề mặt thì lại chưa được cao cấp. Mặc dù thì không để lại dấu mồm vân tay anh em nhé, nhưng mà sờ vào vẫn khá là nhựa. Nhưng anh em nào mà thấy được Acer Nitro 5 này hay là Legend 5 này, họ làm kiểu nhẵn nhẵn, sờ đã sướng hơn rất là nhiều. Thì G531 vẫn chỉ có lớp kiểu nhựa nhựa phay xước ở đây thôi. Thế nên đây là một điểm trừ nho nhỏ trong thiết kế của chiếc RG Strix G531. Cùng với đó là loa của chiếc máy này. Mặc dù là một chiếc máy tương đối là to xác, nhưng mà loa chiếc máy này thì đã chưa được hay cho lắm. Giải mid, giải chép thì có, nhưng mà giải bass thì lại chưa có. Và thời lượng pin của chiếc máy này mình sử dụng vào khoảng là 2 tiếng thì mình nghĩ là đã đủ để sử dụng, nhưng mà mình thấy là với nhiều anh em thì 2 tiếng là hơi ít. Ok, và đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho anh em chiếc RG Strix G531. Theo mình thấy thì với mức giá bây giờ chênh lệch của với G512 khoảng 2-3 triệu đồng thì mình nghĩ đây là một chiếc máy rất đáng để anh em mua, để tiết kiệm, để anh em nâng cấp lên RAM, SSD hay là mua chuột và bàn phím. Cùng với đó, chiếc máy này vẫn có một thiết kế rất thời thượng này. Cấu hình vẫn rất thời thượng, vẫn rất đáp ứng đủ cho anh em có nhu cầu chơi game, làm việc, học tập khác nhau. Cùng với đó là anh em nào mà thích một chiếc máy có tản nhiệt mạnh này, cùng với đó là quạt êm thì đây là chắc chắn là chiếc máy dành cho anh em đấy. Và nếu anh em đang muốn tham khảo mẫu RG Strix G531 này với mức giá tốt nhất thì anh em hãy tham khảo cửa laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và anh em đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel laptop AZ nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ. Bye bye.